một bạn đặt câu hỏi cho Nguyễn Trân là sao da lúc trước bong mà bây giờ không thấy bong nữa, và bong trong bao lâu là hết? Thì tất cả các bạn khi sử dụng với cái sản phẩm thảo dược tái tạo của bên mình, là đầu tiên bên mình sẽ xem da và sau đó hỗ trợ các bạn sử dụng những cái bộ sản phẩm nào và trong thời gian bao lâu. Cái đầu tiên, tại sao mà bạn khi sử dụng với sản phẩm này nó bong rồi mà tiếp tục bạn sử dụng tiếp tục và lại không thấy bong nữa? Thì mình đã nói rồi, cái sản phẩm bên mình không phải là thuốc rượu, không phải là thuốc rượu, nên khi các bạn thoa không phải là bong liên tục, mắc kiểm soát giống thuốc rượu. Mà đặc biệt khi mà các bạn đã bong rồi, bong cái tế bào chết và cái tế bào sừng, thì sao? Thảo dược bên mình nó phục hồi lại và đủ thời gian tăng sinh tế bào từ 14 đến 26 đến 27, có thể đến 35 ngày thì có tế bào chết, thì thảo dược tái tạo mình nó mới giúp đội bỏ, gọi là mới bong tiếp tục. Không phải là thuốc rượu nên không phải là bong liên tục như bạn ấy nha. Và cái tiếp theo á, là khi nếu như mà các bạn kết hợp với cái lọ nhỏ peel hoặc là chấm á, thì nó đã bong đi cái tế bào đầu rồi, thì các bạn cũng phải đợi da của mình phục hồi với cái sản phẩm này để da mình khỏe lên, sau đó có tế bào chết thì thảo dược nó mới sẽ giúp da của mình bong đi tế bào tiếp tục nha. Đó, thì các bạn tất cả các chị em nào, các bạn nào sử dụng sản phẩm này thì lưu ý hộ mình, không phải là thuốc rượu nên không thể mau bong liên tục, nó cũng phải đủ đợi đủ thời gian nha. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho Nguyễn Trân, và bạn có thể thắc mắc thì bạn có thể comment hoặc là liên hệ cho Nguyễn Trân để Nguyễn Trân có thể là chia sẻ những câu hỏi tiếp theo của bạn nha. Và nhớ là vào đường link và EB cho Nguyễn Trân nha.